Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện ngắn thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội và ngôn tình rất hay, có tựa đề Cưới đi rồi tính. Và để khám phá được câu chuyện của chúng ta sẽ nói về những vấn đề gì thì ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ tập 1 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong chuyện, quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe. Và một điều quan trọng nhất đó là đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được nhanh nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Nhật vừa trở lại văn phòng sau bữa trưa. Hôm nay cô chọn một hàng mì vằn thắn ở ngay gần công ty cho gần, nhân tiện đổi khẩu vị. Cô luôn đi ăn một mình, chứ không kéo đàn kéo đống như mấy cô trong văn phòng. Đi đâu cũng bồng lên nhau như đàn gà con. Ở công ty có rất nhiều loài người. Điều này thì phải đi làm thì mới thấy rõ được. Thời còn đi học, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện dễ dàng lắm. Thật ra không phải vậy. Số lượng người mà bạn gặp được ở trường học chỉ bằng 1/10 số lượng người mà bạn gặp ở nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày. Vì thế, khi mới bước chân vào môi trường này, Nhật có hơi bị sốc một chút. Tỉ như mấy bà cô trong văn phòng hay túm năm tụm ba nói xấu người khác, hay là anh sếp trông mặt mũi thì không đến nỗi nào, nhưng tính tình thì khó chịu kinh khủng. Hôm nay cô cũng thấy sếp ở quán mì vằn thắn. Nhật hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ là loại người cao cấp như anh ta cũng lui tới đây ăn mấy quán vỉa hè thế này. Nhật nhún vai, dù sao cũng không phải việc của cô. Giữa bữa ăn, Nhật thấy anh ta có nhận được một cuộc điện thoại nào đó, rồi sắc mặt của anh ta ngay lập tức biến đổi, trở nên cao có, khó chịu. Nhật buông một câu thở dài, anh ta lại lên cơn rồi đấy. Đúng là không phải chỉ mỗi con gái mới sáng nắng chiều mưa đâu, đàn ông cũng có lúc dở hơi như thế, chẳng khác gì. Nhật quay lại văn phòng, mấy ngày hôm nay cô không nghĩ ra được giải pháp cho dự án mới của công ty. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, đầu thì căng như dây đàn. Cô bực bội, vò đầu làm cho tóc rủ lên, thở dài và đập đầu xuống bàn cồm cộp. Sếp gọi cậu kìa. Duyên ôm một sấp tài liệu, rón rén đi đến và thì thào với cô. Nhật liếc nhìn Duyên, rồi liếc sang phòng giám đốc với vẻ chán trường. Làm sao bây giờ? Hình như hôm nay anh ta khó tính lắm. Với cái số nhân viên dưới trướng người khác, thật là khổ cực, lúc nào cũng phải xét nét lo lắng. Nhật gật đầu với Duyên, uể oải đứng dậy. Trước mắt cô, phòng làm việc của giám đốc tỏa ra mấy vệt đen ngòm, trông cứ như là địa ngục. Tim cô đập thình thịch, trong đầu giống tuếch chẳng có một chữ nào. Nhật đưa tay lên ôm tim mình, tự lẩm nhẩm mấy câu để trấn an. Không sao, khả năng chém gió của mình không phải là thần thánh rồi hay sao? Không việc gì phải sợ. Nhật mở cửa bước vào phòng, trông giám đốc của cô giống như một con quỷ sắp sửa nhào lên để ăn thịt người khác. Nhật đứng bên cạnh bàn làm việc của anh ta một lúc lâu. Sơn vẫn im lặng không lên tiếng. Anh ta đang cắm mặt vào tập tài liệu, nghiên cứu kỹ càng. Mỗi lúc lên cơn khó tính, anh ta sẽ chẳng khác nào một bà mẹ chồng xăm soi mọi thứ. Nhật chẹp miệng một cái, rồi giật mình khi phát hiện ra mình bị lỡ mồm. Cô vội vàng bịt miệng mình lại, y như rằng Sơn ngẩng đầu lên tặng cô một cái lườm quý bóng. Anh ta cầm tài liệu lên và ném về phía cô. Cô xem lại cái này đi. Thế này mà gọi là chiến lược toàn cầu à? Toàn quận còn chưa được chứ đừng nói là đến thế giới. Nhật vội vàng nhặt lên. Tôi xin lỗi, tôi sẽ về làm lại ngay. Sao cô không chịu tham gia vào mấy cuộc họp gần đây vậy hả? Cô đã lỡ mất bao nhiêu thông tin rồi, cô có biết không? Nếu cô còn làm ăn như thế thì nghỉ đi. Nhật cúi đầu, âm thầm bĩu môi. Cô cố tình không tới là vì cô không muốn tham gia vào làm việc nhóm. Cô không thích giao tiếp với người khác, ngay cả trò chuyện cũng không muốn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý ạ. Đáng ghét. Nhật thầm nghĩ, cầm tập tài liệu,
khẽ khàng đi ra khỏi phòng. Cô ném mấy tờ giấy xuống bàn, dầu dí ôm đầu. Thật đáng ghét. Kể cả khi cô làm việc không tốt thì anh ta cũng không nên mắng cô quá đáng như vậy chứ. Sơn ngồi trong phòng làm việc, anh cả người bốc hỏa. Buổi trưa, Thủy gọi điện cho anh, nói rằng muốn hủy cuộc gặp mặt giữa hai gia đình và trì hoãn lễ đính hôn. Lý do là vì cô vẫn chưa sẵn sàng. Nếu như là lần đầu, anh còn có thể an ủi cô và hoãn lại. Nhưng đây là lần hủy hẹn thứ ba kể từ đầu năm đến giờ. Sơn bực bội, anh không tập trung vào việc nổi nữa. Mấy bản kế hoạch mà nhân viên chỉnh lên đều biến thành mớ giấy vụn. Sau khi Nhật rời khỏi phòng, Sơn nhận được một tin nhắn khác của Thủy. Cô nói rằng mình không nên trì hoãn quá nhiều lần. Muốn tiếp tục buổi gặp mặt, Sơn nổi cáu. Anh gọi điện thẳng cho Thủy. Em bị làm sao thế? Em chỉ là đang nghĩ kỹ rồi thôi mà. Đúng là em không nên. Em có biết là anh phải mối mặt đi báo lại với cả hai bên gia đình như thế nào không? Nếu như em còn cứ tùy tiện như vậy thì đừng kết hôn nữa. Sơn cúp máy. Thủy có gọi lại nhưng anh không muốn nghe. Sơn tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại vào thùng giấy. Cứ như là Thủy không có tình cảm với anh vậy. Dù hai người đã yêu nhau được 4 năm, Sơn hầu như chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu nào từ phía Thủy. Ban đầu, anh còn cho rằng đó là tại vì anh quá bận rộn, không có thời gian để chăm chút cho tình cảm này. Ngay cả số lần gặp nhau của hai người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên mới cảm thấy xa cách như vậy. Nhưng càng ngày Thủy càng quá đáng, khiến cho Sơn cảm thấy cô giống như một tay đào mỏ hơn là một cô bạn gái. Sơn vò đầu. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy mình có tội, bởi vì đã nghĩ xấu cho người khác. Tình cảm dồn nén và trách nhiệm trên vai khiến anh mệt mỏi và chỉ muốn buông xuôi. Ừ, đúng rồi, chỉnh mảng một ngày chắc cũng chẳng sao đâu. Cuối ngày, Nhật dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Duyên vỗ vai cô. Ê này, không đi chơi với phòng à? Không, tớ mệt lắm, muốn về nhà ngủ thôi. Nhật lắc đầu, cất hết đồ vào trong túi sách và đeo lên vai. Chán thế, sao cậu chẳng bao giờ tham gia vào buổi tiệc nào với mọi người? Vì tớ không thích mấy chỗ đông người. Nhật nhún vai, không chỉ không thích, mà cô còn cực kỳ ghét mấy nơi đó. Nhạc thì sập sình, đèn thì đổi màu liên tục, mà không gian thì lại tối tăm. Mấy cái nơi đáng ghét như vậy mà sao cũng có người thích nhỉ? Duyên chẹp miệng, nói chuyện với Nhật cũng như nói chuyện với cái đầu gối. Cô không khuyên giải gì nữa, vỗ vai Nhật một cái rồi rời đi. Lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Trên màn hình hiện ra một dãy số lạ, nhưng Nhật đã thuộc nằm lòng nó. Cô mãi mãi không thể quên được cái dãy số đó, thứ mà lúc nào cũng làm cô phát điên lên. Sau này toàn gặp phải những cái thằng khốn nạn khó chịu đến vậy. Nhật nghiến răng, người gọi điện đến là Minh, người yêu cũ của cô. Cô tắt điện thoại, không nghe máy, nhưng Minh bám dai như đỉa. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, làm cho Nhật cảm thấy như muốn tăng sông. Cuối cùng cô cũng phải bắt máy. Anh bị điên à? Anh có biết chúng ta đã chia tay từ bao lâu rồi không? Anh nhớ em. Giọng quán ta nhẹ nhàng vang lên, nghe thật mềm yếu và muốn bao bọc chở che. Nhưng quãng thời gian đó đã qua bao lâu rồi? Hiện tại nhắc đến mình, Nhật chỉ muốn đánh anh ta một trận lên bờ xuống ruộng. Anh điên à? Nhớ cái gì? Nhật dứt tai nghe ra, định tắt máy đi. Anh đang đợi em ở nhà. Nhật sững người. Anh ta còn đến tận nhà tìm cơ. Đám người này bị giờ hơi hết rồi sao? Nhật dứt khoát tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại, nhét vào túi sách. Cô sẽ không về nhà nữa. Nhật đổi hướng, đi đến quán bar mà cả công ty chọn để tổ chức tiệc. Cô sẽ phá lệ, đến đó một lần vậy. Sơn ngồi trong góc phòng, mấy cô gái trong phòng không ngừng chúc rượu anh. Một tên đàn ông nào đó đang cầm micro và gào thét lên một bài hát nào đó. Cảm ơn, tôi không uống được rượu. Sơn lắc đầu từ chối, nghĩ rằng lý do này sẽ khiến mọi người thông cảm và buông tha cho anh. Dường như phụ nữ bây giờ quá mạnh dạn rồi thì phải. Mấy cô gái cứ sán lại gần anh. Sơn không từ chối được, uống vài ly rượu,
anh cần chút không khí. Vì vậy anh đứng lên, dứt khoát bỏ ra ngoài. Nhật vừa bước đến quán bar, đi qua khu vực sàn nhảy đông người và nhức óc. Hả? Ở chỗ nào cơ? Duyên đọc số phòng của công ty, nhưng vì quá ồn nên Nhật chẳng nghe được gì. Cô quyết định không thèm tìm phòng karaoke của công ty nữa, mà đi đến quầy bar, gọi một loạt cocktail và uống một hơi hết sạch. Lúc này hai người đàn ông trông khá trẻ đến tiếp cận cô. Này cô gái, em đang tìm ai? Nhật nhíu mày né đi. Mấy kẻ phiền phức này chính là lý do vì sao mà cô không muốn đến những nơi như vậy. Xuân đi ra với hành lang, mấy quán bar lúc nào cũng bí bách và khiến người ta phải đau đầu. Sơn chợt nhìn thấy Nhật, anh không có ấn tượng lắm về cô gái này. Chỉ nhớ là anh đã mắng cô lúc sáng nay. Thật ra ngay sau đấy anh cũng thấy mình hơi quá đáng. Nhật đang bị hai tên đàn ông vây lấy làm phiền. Chúng liên tục động chạm vào cơ thể cô, vuốt tóc cô, trong khi cô không ngừng tránh né và đẩy họ ra. Sơn cau mày, có lẽ anh nên giúp cô một chút. Coi như là để ta lối với cô chuyện ban sáng. Sơn tiến về phía Nhật, nắm lấy cổ tay cô, quắc mắt nhìn hai tên đàn ông kia. Em đến muộn vậy, sẽ không gọi cho anh. Nhật liếc nhìn anh, Sơn nháy mắt với cô một cái. Cô hiểu ý, giả vờ nép vào phía anh ta. Rượu trộn mà cô vừa bắt đầu uống có tác dụng. Nhật cảm thấy mọi thứ trở nên quay cuồng và chóng mặt vô cùng. Cô dựa hẳn vào người Sơn, cả người cô nóng lên. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến cô bóng chặt lanh ta. Sơn lúc này giống như một que kem mát mẻ, cứu cô khỏi cái nóng rát của cồn. Sau đó Nhật không còn biết gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Nhật tỉnh dậy khỏi cơn say, đầu đau như thể có ai đó đóng đinh vào. Nhưng chuyện đáng sợ hơn không phải là cơn đau đầu đó, mà là Sơn, giám đốc của cô, người đang cởi trần nằm ngay bên cạnh và vẫn đang ngủ say như chết. Nhật giật mình, giơ chăn lên xem. Khung cảnh điển hình như mỗi bộ phim truyền hình lúc 6 giờ tối. Và kết quả cũng y hệt như vậy. Cô chẳng hề mặc bất cứ một cái gì trên người. Điều đầu tiên mà Nhật nghĩ đến không phải là làm lên, hay là suy nghĩ về việc thất thân với người lạ mà đau khổ. Cô đang tính kế trốn đi. Nhật vắt óc ra để nhớ lại những bộ phim truyền hình mà mình đã từng xem. Không phải tất cả nữ chính đều bỏ trốn hay sao? Chỉ có những ai muốn lợi dụng đối phương trong hoàn cảnh này thì mới cố tình ở lại thôi. Nhật liếc sang nhìn Sơn. Anh ta vẫn ngủ tiết mù ở bên cạnh mình, trông chẳng có vẻ gì như là sắp tỉnh. Nhìn anh ta thật giống với một con heo ngốc, không có gì dáng để lợi dụng hết. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng gì đến cái loại người này. Tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, chắc chắn không phải là người đàn ông tử tế. Dù hành động bỏ trốn này có ngu ngốc hay không thì cô vẫn phải làm. Cậu mong cho tên quái thai này không tỉnh dậy bất ngờ như trong phim, vì cô đã đủ đen đủ rồi. Nhật chắp tay cầu trời cho mình thoát khỏi đây chót lọt. Chuyện này cứ thế mà giấu nhẹm đi, đừng để ai biết là được. Nhật nhẹ nhàng giở chăn lên, thò hai chân xuống giường. Cô định đi đâu? Gây chuyện rồi xong còn định bỏ chạy à? Cổ tay Nhật đột nhiên bị túm lấy, cả người cô bị kéo lại, ngã vào trong chăn. Nhật tá hỏa phát hiện ra rằng Sơn đã tỉnh. Anh ta nheo mắt nhìn cô bằng gương mặt ngái ngủ, đính kèm thêm cái giọng trầm khan và lè nhè của người say rượu. Anh ta tỉnh rồi chứ không phải đang say, nhưng giọng anh ta lúc nào cũng như thế, khiến người nghe đều sởn da gà và cảm thấy mình như là đã mắc tội với anh ta. Tôi đi về chứ đi đâu, không lẽ anh định tiếp tục ngủ đây? Sơn ngồi dậy, thả tấm chăn xuống, để lộ ra cơ thể săn chắc của mình. Nhật nhăn mũi lại, anh ta lại sắp lên cơn đi. Chẳng có ai tự dưng lại đi khoe cơ bắp vào cái giờ phút này cả. Cô định bỏ đi sau khi hai chúng ta đã... Sơn không định nói hết câu. Anh cho rằng cả hai đã đủ trưởng thành để hiểu đó là chuyện gì rồi. Chúng ta đã làm gì? Nhật trả lời anh, giọng lạnh tanh như thể muốn phủi hết mọi chuyện ra khỏi ký ức. Mà đúng là cô muốn làm như vậy. Sơn chỉ tay vào cơ thể mình, cả mấy vết hôn ngực và cơ bụng của anh. Sơn trố mắt ra nhìn Nhật. Mọi thứ rõ ràng ràng như vậy mà cô định chối bỏ hay sao? Dù chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì,
Nhưng khi bị từ chối như vậy, chút tôn nghiêm đàn ông còn sót lại của anh quánh đạp mạnh mẽ, khiến anh cảm thấy mình bị sỉ nhục. Bạn bè anh vẫn thường hay đùa cợt rằng chỉ có mấy tên yếu kém mới không khiến người khác nhớ đến mình thôi. Cô thật sự không nhớ gì sao? Chúng ta đã ngủ với nhau đấy. Cô đã say mềm, suýt nữa thì bị người ta bắt đi rồi. Tôi không biết nhà cô ở đâu nên thuê tạm một phòng ở đây. Nào ngờ bị cô ôm lấy, bám giết không buông tha. Cô đã làm như thế này với tôi đấy. Trong lúc Sơn gắt lên thì Nhật cuốn người xuống nhặt đồ của mình. Cô luồn tay vào trong chăn và nhanh chóng mặc lại quần áo rồi rời khỏi giường. Anh có thể chọn lựa cơ mà. Anh có thể đẩy tôi ra, vứt tôi một chỗ, thay vì tiếp nhận tôi. Rõ ràng là anh đã không đẩy tôi ra. Sơn đứng hình. Đúng là anh đã làm như vậy. Nhìn hành động gấp gáp của Nhật, cho rằng mình đã khiến cô ấy tủi thân. Dù sao cũng là anh sai. Tôi xin lỗi. Cũng là lỗi của tôi. Tôi sẽ... Không cần. Nhật dứt khoát nói. Nhặt cái khăn quàng cổ đang phát một nửa trên thành ghế sofa và quàng lên cổ mình. Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ cái gì từ anh đâu. Đừng có hiểu nhầm. Sơn tiếp tục á khẩu. Bản thân anh biết mình là ai. Con trai nhà tài Việt, giám đốc công ty giải trí lớn, có nhà, có xe, có tiền, có địa vị. Phụ nữ muốn ngủ với anh rất nhiều, tùy tiện cua tay ra cũng được vài vơ. Điển hình là mấy cô nhân viên trong phòng làm việc hôm qua, những người đã cố chúc rượu anh để hòng đòi được một chút lợi lộc gì từ điều đó. Nhưng Nhật lại thật là kỳ lạ. Mặc dù không ít những người thẳng thắn và đứng đắn giống như cô, nhưng cái kiểu lạnh nhạt của cô khiến Tranh bị bất ngờ. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta nhé. Nhật nói xong thì xách túi đi, đi ra khỏi phòng. Đợi đã. Nhật không muốn nghe thêm tiếng nào của Sơn nữa, nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Đối với cô, tiền bạc và ba cái địa vị của anh ta chẳng là gì, thậm chí còn khiến cô cảm thấy chán ghét. Thật là giống ai kìa. Minh đứng trước cửa nhà Nhật chờ cô từ sáng sớm. Anh mặc chiếc áo măng tô dài, đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang và kính râm kín mít. Toàn thân không có một chỗ nào là không gắn cái mác hàng hiệu. Nhật đứng khựng lại trước cửa nhà khi nhìn thấy anh ta, người mà cô căm ghét nhất, lại xuất hiện trước cửa nhà cô. Nhật mệt mỏi quá rồi. Đêm qua chẳng biết cô đã thắc loạn những gì mà cả người như thể bị xe tải cán qua, cơ bắp nhức nhối và xương cốt thì rệu rã. Cô không nghĩ là mình còn sức để tiếp chuyện người đàn ông này. Nhật bỏ qua anh ta, bước vào nhà. Nhưng Minh đến đây đâu phải để thấy cô bơ mình như thế. Anh vội túm lấy tay cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Em thật sự không muốn gặp anh đến thế sao? Nhật buông một tiếng thở dài. Cô hết sức đẩy anh ra. Cô lùi lại, cố tình giữ khoảng cách 1 mét giữa hai người. Không muốn. Xin anh cẩn thận một chút, cả phóng viên chụp được thì sẽ phiền phức lắm. Chắc quản lý của anh cũng không muốn giải quyết hậu quả cho anh đâu. Em vẫn lo lắng cho anh à? Minh khẳng định. Nhật bật cười, liếc nhìn anh, ánh mắt đầy sự tức giận. Lo lắng á? Anh đừng có nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn dính vào rắc rối. Tôi cũng phải quản lý một mớ diễn viên khác, cho nên không muốn tạo nghiệp cho ai đâu. Anh về đi, đừng làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của tôi. Anh đã hủy hợp đồng với công ty rồi. Chuyện đó không phải là chuyện của tôi. Cô cúi gập người 90 độ, cố tình chào kiểu Nhật để tỏ ra rằng mình rất lịch sự. Hy vọng lỡ như có phóng viên nào chụp được thì cũng chẳng thể nói được gì họ. Nói xong thì cô quay lưng và đi vào nhà. Như nhớ ra điều gì đó, cô giữ cửa, quay lại nói với anh ta một câu. Tôi cũng có bạn trai rồi. Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Em nói dối. Em chỉ muốn đuổi cổ anh đi thôi đúng không? Minh đứng ở ngoài, hét lên. Tiếng của anh ta vọng vào nhà. Nhật vẫn yên lặng, không trả lời. Minh chờ cô thêm một lúc rồi thất vọng ra về. Ngay khi bước vào nhà và đóng cửa lại, Nhật đã ngồi thụp xuống. Nếu nói rằng cô còn yêu anh ta thì không đúng, mà nói rằng cô không còn cảm tình gì thì cũng hơi sai. Chính xác, cô hận Minh. Anh ta là người đã băm nát trái tim cô thành một đống bầy hầy trước khi bỏ đi vào 5 năm trước. Nhật tựa lưng vào cửa, cục đầu xuống gối của mình. Cô cảm thấy mệt mỏi,
Những lúc như thế này, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Sơn về đến nhà, anh đã thấy Thủy ngồi phòng khách chờ mình. Mẹ anh ngồi ngay bên cạnh. Dường như hai người đã có cuộc nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ anh nhìn thấy anh thì hơi cau mày. Bà nắm lấy tay anh, kéo lại ghế sofa. Con xem, con đi làm kiểu gì mà cả ngày cả đêm, bỏ mặc con bé bơ vơ thế à? Sơn nheo mắt nhìn Thủy. Rõ ràng hôm qua, mẹ anh còn cáu lên với anh vì chuyện thì hủy buổi hẹn gặp mặt và đính hôn của hai người. Thế mà hôm nay lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Xem ra Thủy cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Sơn uể oải đứng dậy. Con hơi mệt, con đi lên phòng trước đây, hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Sơn đi về phòng mình. Thủy vội đuổi theo anh. Chờ em với. Thủy lách người, nhảy vào trong phòng trước. Trước khi Sơn kịp đóng cửa lại, anh thầm thở dài vì sự đeo bám này của cô. Anh tỏ ra như không quan tâm đến cô. Tháo cà vạt và thảy nó lên bàn, Thủy tiến đến cởi cúc áo cho anh. Anh cũng không phải phản kháng lại, bình thường cô vẫn hay làm như vậy. Anh giận em vì chuyện hôm qua sao? Giọng Thủy nhẹ nhàng vang lên, mềm mại, xoa dịu cơn giận của Sơn. Em còn phải hỏi à? Thủy dừng tay lại, cô ôm lấy mặt anh. Em xin lỗi, em thật sự chưa chuẩn bị tốt. Anh cũng biết là em không có bố mà. Em sợ mẹ anh sẽ nói là chúng ta không tương xứng với nhau. Tâm của Sơn trùng xuống, anh cũng không muốn trách cô nữa. Sáng nay em đã đến và xin lỗi mẹ rồi, anh đừng giận nữa. Chỉ cần em đừng có tùy hứng nữa. Sơn thở hắt ra, thả lỏng người. Thủy nhận lấy anh và hết giận, cô tiếp tục cởi cúc áo cho anh. Vừa thoát được vài áo ra khỏi vai, cô sững người lại khi thấy trên ngực và bụng anh này đầy dấu hôn màu đỏ, có những vết còn chuyển sang màu tím. Thủy nhíu mày chỉ vào vết hôn trên ngực anh. Sơn, nói cho em biết, cái gì đây? Nhặt lết vào trong nhà tắm, xả một bồn nước nóng và ngâm mình trong đó. Nước ấm bao lấy cơ thể khiến cho cô cảm thấy bớt nhức mỏi. Cơ thể được thư giãn rồi thì cũng là lúc đầu óc hoạt động, và chuyện trong quá khứ cứ ùa về không dứt. 5 năm trước, lúc đó cô mới chỉ 20 mấy tuổi, khoảng thời gian đầu của tuổi thanh xuân, với những ước mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời. Toàn bộ nhiệt huyết, niềm tin và tình yêu lúc đó cô đã đem ra trao cho mình, thậm chí còn vì anh ta mà suýt nữa tàn phế. Đến cả ước mơ làm vận động viên bóng rổ cũng bị hủy. Nhưng tên khốn đó đã rời khỏi cô, chỉ đã bám theo một tú bà trong ngành giải trí. Sau đó thì anh ta lên hương, còn cô thì khốn cổ ôm một trái tim vỡ nát rời khỏi thành phố. Đàn ông là thứ gì chứ, đều là mấy con đỉa dai nhách hút máu phụ nữ chúng tôi. Nhật cầm con vịt cao su ném xuống bồn tắm, nhấn đầu nó xuống nước, coi nó là minh mà hành hạ cho hà giận. Nhật tắm rửa xong xuôi, mặc một bộ đồ ngủ và treo lên giường, đắp chăn kín người. Cô sẽ không đi làm hôm nay, dù sao giám đốc cũng chẳng thể trách cô được. Anh ta biết rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì cơ mà. Nằm yên ổn trên giường chưa được 10 phút, cửa nhà cô vang lên vài tiếng cộc cộc. Nhật uể oải lướt ra cửa, vừa tò mò vừa khó chịu. Không biết là ai tìm đến mình vào giờ này. Chẳng nhẽ nhân viên công ty đến tận đây để chỉ trích cô. Cửa mở ra, Nhật thất vọng khi thấy mình đứng đó. Thà là trưởng phòng đến nói sa thải cô, còn hơn nhìn thấy cái mặt anh ta. Nhật đã định đóng cửa lại, nhưng Vinh vội thò vào, chặn lấy cánh cửa. Khoan đã, anh lại muốn gì đây? Sao anh lì lợm quá vậy? Vinh dơ lên một hộp thức ăn nóng hổi, cùng mấy vỉ thuốc đưa cho Nhật. Đây là dầu nóng. Mình hắng giọng, ngập ngừng chỉ vào vết hôn trên cổ Nhật. Nhật cúi nhìn rồi vội vàng kéo áo che đi. Em nên dùng, sẽ làm tan máu bầm đấy. Còn bữa sáng nữa, đừng bỏ bữa, nếu không sẽ bị đau dạ dày. Nhật năn nó, cô tiếp nhận cái túi ni lông trên tay mình, quẳng vào thùng rác bên cạnh cổng nhà. Động tác vẫn chuẩn xác, dù mấy năm trời rồi cô không còn tập bóng rổ nữa. Rất cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng dầu gió không làm tan máu bầm đâu. Tôi tự biết lo cái thân tôi.
anh lo cái thân mình đi đã. Nhật gắt gỏng, rồi đóng sầm cửa lại. Mình cúi đầu xuống. Anh không ngờ Nhật lại hận anh đến mức này. Đúng là năm đó anh đã làm sai nhiều chuyện, bỏ rơi cô vào lúc cô cần đến anh. Thế nhưng anh cũng có lý do của mình. Mình siết chặt tay. Anh nhất định không rời bỏ cô thêm lần nào nữa. Anh muốn bù đắp cho cô nhiều hơn nhưng khổ sở mà cô đã phải từng chịu đựng. Thủy trừng mắt nhìn Sơn, dấu hôn hẳn trên da thịt. Dù màu da không sáng nhưng mấy vết hôn sậm màu vẫn nổi bật và chói mắt. Anh từ chối gặp em là để đi cùng con khác à? Thế mà em còn nghĩ rằng tại vì em quá đáng thật sự nên em mới giận như vậy. Già là anh đã chán ghét em từ lâu rồi. Sơn bất lực trước lời cáo buộc của Thủy. Anh nắm tay cô, muốn cô bình tĩnh lại. Không phải như vậy. Thế nói xem đây là cái gì? Đừng nói với em là nốt mũi cắn. Thế thì vòi của nó chắc phải to bằng cái ống cống đấy. Này, em đừng có quá đáng như vậy được không? Sơn tỏ ra khó chịu. Cuộc hội thoại của hai người bắt đầu có xu hướng thái quá. Và cả hai đều giống như hai đứa trẻ, hơn thua nhau trong từng câu nói và hành động. Đây là tình trạng điển hình của những cặp đôi khi tình yêu đã đi đến hồi kết. Thấy chưa? Giờ anh còn bênh vực cô ta cơ đấy. Em không để anh yên đâu. Thủy hầm hực bỏ ra khỏi phòng. Sơn đứng như trời trồng dưới phòng. Cơn bực bội vẫn chưa lắng xuống. Tuy rằng anh đúng là đã làm sai, nhưng Thủy cứ gắt lên khiến tranh khó chịu. Cô luôn muốn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh như thế, tìm mọi sơ hở để lên án anh và chút bỏ mọi sai lầm của mình. Anh làm chuyện có lỗi là một nhẽ, nhưng thế giới này cần sự công bằng, và điều đó có nghĩa là cô ấy không được phép đổ tất cả mọi thứ cho anh. Thủy nói sẽ không để yên. Với khả năng và tính cách của cô ấy, chắc chắn cô sẽ tìm được Nhật và gây khó dễ cho cô. Sơn cau mày, không biết phải làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu thế này. Anh có nên báo cho Nhật không? Nhỡ đâu cô ta lại nghĩ rằng anh kiếm cớ để giữ liên lạc với cô thì sao? Sơn nghĩ ngợi một lúc, cho rằng mình nên đến công ty và canh chừng Nhật. Điều đó sẽ tốt hơn là cứ ngồi nhà và lo lắng suông. Nhật nằm ở nhà máy cũng chán. Suốt một khoảng thời gian dài, có lẽ là suốt 5 năm, cô đã quá quen với việc phải luôn tay luôn chân, hoạt động đầu óc không ngừng nghỉ để quên đi mình. Hiện tại rảnh rỗi quá nên cô cũng không biết làm gì. Nhật trở dậy, sửa soạn quần áo và định ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó để có thể cảm thấy vui vẻ trở lại. Mình vẫn đứng ở cửa, nhìn thấy anh. Nhật âm thầm bật ra mấy câu chửi. Anh ta thật như là âm hồn bất tán vậy. Nhật coi như không thấy gì, ngẩng đầu và đi thẳng. Nhưng mình thì không chịu buông tha cho cô. Anh vung tay lên nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình và đặt lên môi cô một nụ hôn. Nhật ấm ứ kêu lên, đánh vào người anh ta liên tục. Bàn tay anh ta nắm chặt quân hàm khiến cho cô bị đau. Nhật đẩy Minh ra, tát anh ta một cái. Anh thật sự phát điên rồi à? Ừ, anh điên lên với em rồi đấy. Vậy thì đáng đời anh thôi. Mình tiếp tục nắm lấy tay cô. Nhật không rút tay ra được. Cô co chân lên đạp vào chân anh ta một cái. Anh ta cắn răng chịu đau, cầm chặt tay cô hơn. Cho anh một cơ hội, anh muốn bù đắp cho em. Nhật nghiến răng, hằn học liếc nhìn anh ta. Trong đầu cô nảy ra một lý hay ho. Nhật mỉm cười và gật đầu. Được thôi. Mình hơi bất ngờ trước sự đồng ý dễ dàng này của Nhật. Anh hơi buông lỏng tay, đôi mắt nheo lại bày tỏ sự vui mừng. Thật không? Nhật bĩu môi, gật đầu thêm lần nữa, chớp đôi mắt tròn màu nâu sậm của mình, rồi ngước lên nhìn anh ta. Cô lấy ra một chai nước hoa nhãn hiệu Jo Malone mà cô yêu thích. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khi cô mở nắp chai. Chỉ ngửi thôi cũng biết là rất đắt tiền. Mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Nhật đã dốc ngược chai nước hoa xuống. Cho đến khi toàn bộ nước trong chai chảy hết ra ngoài, thấm xuống đất, cô vặn nắp chai, nhẹ nhàng đặt nó vào tay mình. Khi nào anh đem chút nước hoa kia bỏ vào được trong chai thì tôi sẽ quay lại với anh. Nhật nhẹ nhàng nói, chỉ tay xuống vũng nước hoa dưới mặt đất. Cô nhíu mày nhìn Minh khiêu khích. Minh cười méo miệng, sao cô ấy có thể lạnh lùng đến vậy thế cơ chứ? Làm sao có thể?
Đúng thế đấy, nước hoa dù có đắt tiền đến mấy thì cũng đã bị đổ đi, không lấy lại được đâu. Tương tự, anh có đẹp trai, hào hoa, giàu có đến mấy thì chúng ta cũng không quay lại được với nhau đâu. Anh đừng có mà phí công vối. Nhật nói xong thì bỏ đi. Minh vội vã chạy theo cô, ôm cô thật chặt từ phía sau lưng. Anh tựa cằm lên vai cô, nước mắt chảy ra thấm ướt vai áo. Anh thật sự xin lỗi. Nhật nhắm mắt lại, cô đã kìm nén rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy mình, trái tim cô đều cảm thấy như có lưỡi dao cắt qua. Bả vai và cổ tay cũng cảm thấy nhức nhối. Cô giả bộ như vậy cũng chỉ vì không muốn dây dưa với anh ta nữa, bớt cho mình cảm thấy phiền toái và đau lòng. Nhưng anh ta cứ cố chấp không chịu buông tha cho cô. Anh có nhớ năm đó anh đã nói gì khi chia tay tôi không? Mình im lặng. Anh nhớ từng từ một, không sót một chữ nào. Tôi đã hỏi anh có hối hận không? Anh đã dõng dạc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói là tuyệt đối không hối hận. Nhật vung tay lên, thoát ra khỏi cái ôm của mình. Cô phủi vai áo mình. Đừng có nước mắt cá sấu với tôi. Anh tưởng tôi không biết là anh là diễn viên hot nhất bây giờ à? Cho nên đừng có diễn nữa, tôi không tin anh đâu. Mình không thể nói được gì. Tất cả những gì Nhật nói đều đúng. Anh không có tư cách gì để cầu xin sự tha thứ hay một cơ hội nào ở cô. Những gì anh còn có thể dùng được chỉ là một cái mặt dày trơ tráo, thứ mà Nhật ghét cay ghét đắng. Đúng lúc này, Sơn đi ngang qua khu căn hộ của Nhật. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Nhật đang đứng trước cửa nhà cùng với một người đàn ông khác. Có vẻ như cô là đang bị kẻ nào đó làm phiền. Sơn nheo mắt, cố nhìn cho rõ để xác định tình hình. Cho đến khi nhìn thấy Nhật đẩy kẻ kia ra thì mới chắc chắn rằng cô đang gặp rắc rối. Anh đánh tay lái, đi sát vào khu nhà cô. Nhật quay lưng bỏ đi. Không, sắp sửa không nhìn thêm được nữa. Nếu cứ đứng đó mãi, e là cô sẽ bật khóc, hoặc là sẽ mềm lòng trước lời xin lỗi của mình. Chiếc xe của Sơn đỗ ngay trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống. Cô muốn đi nhờ không? Sơn hỏi cô rồi ngó ra sau. Nhật ngoái đầu nhìn Minh rồi vội vàng gật đầu với Sơn. Có. Cô đã nói với Minh rằng cô có bạn trai rồi. Vậy thì nhân tiện chép cổ đây, lừa Minh một chút, để anh ta khỏi tơ tưởng gì đến cô nữa. Mãi cho đến giờ, Nhật mới thấy chút giá trị của giám đốc mình. Nhật đi sang ghế phụ, mở cửa và ngồi vào trong. Chiếc xe rời đi trước mắt mình. Anh ta nghiến răng nhìn theo chiếc xe đang chở Nhật, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò. Anh nhất định không để cho Nhật bị người khác cướp đi. Một tay thợ săn ảnh ló đầu ra khỏi bụi cây, nháy mắt với mình một cái. Hắn giơ cái máy ảnh lên, vẫy tay với mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 1 của bộ truyện có tựa đề Cưới đi rồi tính qua giọng đọc Hồng Nhung. Và để theo dõi được sớm nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh YouTube Chị Rộng. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo.